Xin chào các bạn, iOS 18.0.1 bản cập nhật được Apple tung ra để vá lỗi có trên phiên bản iOS 18, khi mà phiên bản iOS 18 có rất nhiều lỗi, đặc biệt là trên các dòng máy 16 series. Vậy bản cập nhật này có gì? Sau vài ngày trải nghiệm, các bạn hãy cùng mình theo dõi video nhé! Mình đã cập nhật phiên bản iOS 18.0.1 trên chiếc iPhone XR của mình, một chiếc máy có tuổi đời trên 6 năm tuổi rồi. Chiếc máy này của mình trước màu đen và nó đã bị vỡ lưng. Mình thay cho nó một cái vỏ màu trắng và giữ lại cái phím màu đen để tạo điểm nhấn. Các bạn hoàn toàn có thể thay cho mình một chiếc vỏ mới để đem lại một cái luồng gió mới cho chiếc máy của các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ đi đến những chia sẻ của cộng đồng mạng khi mà cập nhật lên phiên bản iOS 18 cũng như phiên bản iOS 18.0.1. Ở đây bạn Tô Trần Xuân Hòa có chia sẻ là iOS 18 với iOS 18.0.1. iOS 18 chạy lúc chưa bật tiết kiệm pin thì hai cái điểm test hiệu năng trên con iPhone 13. Riêng cái điểm test hiệu năng khi chạy iOS 18.0.1 của bạn thì được 1.313.250 điểm. Nó cao hơn rất là nhiều so với cái phiên bản chạy iOS 18. Tiếp theo chúng ta sang bên này thì bạn ấy cũng có chia sẻ là pin để qua đêm không bị tụt nhiều nữa. Nói chung là nó rất ổn định. Và bạn Sever Trần cũng có chia sẻ là cái điểm số của iPhone 16 ấy, thì nó chỉ có 1,6 triệu điểm mà thôi. Không biết rằng cái điểm số này nó có một cái gì đấy không, khi mà chiếc iPhone 13 thì nó có tận 1,3 triệu điểm cơ. Bạn Nguyễn Bá Công cũng chia sẻ là ngon đét với iPhone 14 Pro Max, mát hơn phiên bản iOS 18. Khi sạc thì vẫn còn hơi ấm, đến giờ thì tuyệt vời ạ. Thì cái sạc máy này khi mà các bạn mới cập nhật lên thì để qua 1-2 ngày thì cái sự ổn định của nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Quay sang đây thì bạn Đoàn Quốc Hiếu cũng chia sẻ là bạn ý cập nhật lên phiên bản này thì dùng 50% pin thì được 5 giờ và bạn ý không chơi game. Sang đây thì bạn Đình Khanh cũng chia sẻ là Safari bị đen thui. Thì bạn Thiện Hữu cũng có chia sẻ là khi bấm vô chạy video hay là cứ bấm vô Safari một cái là nó bị đen xì lại. Ở đây thì bạn David Tăng cũng có chia sẻ là pin tụt như tụt quần, như bản cũ, bạn ý rất là chán với phiên bản này. Thì bạn Nguyễn Đặng Thanh Xuân cũng chia sẻ là hối hận quá, bạn ý muốn quay lại cái phiên bản iOS 17.7. Bạn Giang Trịnh cũng chia sẻ là pin được hôm đầu tiên thì được, còn đâu pin hôm sau thì tụt nhanh hơn là tụt quần. Còn đâu bạn Khanh Mai 2993 có chia sẻ trên kênh YouTube của mình là iPhone XR lên phiên bản iOS 18.0.1, pin tụt, nóng máy, hiệu năng bị giảm, iOS 18.0 vẫn là ok nhất. Tiếp theo chúng ta sang đây thì chúng ta có một cái lỗi khi mà ở các dòng 16 series gặp phải, đó là cái lỗi Factory Reset, có nghĩa là máy nó tự động reset khởi động lại. Và Apple cũng đã đưa ra cái bản 18.0.1 để fix cái lỗi này, nhưng mà cái lỗi này hiện tại bây giờ một số bạn khi cập nhật lên cái phiên bản iOS 18.0.1 nó vẫn còn. Quay sang đây thì chúng ta lại có một cái điểm hiệu năng khi mà test trên chiếc iPhone 11 sau khi lên iOS 18. Thì sau khi lên thì bạn ấy test được 779.380 điểm, còn trước khi lên thì chỉ được 678.296 điểm. Nó chênh nhau khoảng độ hơn 100.000 điểm một xíu. Còn bạn Phú Quý cũng chia sẻ là đang ở iOS 17 thì rất là ngon, ngứa tay bấm update lên 18, pin tụt nhìn thấy luôn. Chúng ta có ở đây bạn Khôi Nê, khi mà bạn ấy dùng iPhone 15 Pro Max cập nhật lên phiên bản iOS 18.0.1 này thì pin trâu bò phết các bạn ạ. Bạn ấy dùng trên chiếc máy của các bạn ấy được hơn 7 giờ 43 phút hoạt động trên màn hình và 3 giờ 7 phút ở màn hình nghỉ. Bạn đến ngày sai em thì có hỏi ở trên diễn đàn là khi cập nhật lên phiên bản iOS mới ở iPhone 16 và 16 Pro Max thì nó có cái tình trạng reset này nữa không, thì bạn Hà Tuấn khi mà bạn ấy chia sẻ là khi bạn cập nhật lên thì vẫn bị cái tình trạng này xảy ra. Bạn Trần Đức Cường thì có chia sẻ là các bác cứ bảo lên iOS 18 là máy mát pin trâu, con 15 Pro thì ngon thật, còn con 11 Pro Max khác éo gì con iPhone chạy Android đâu, nó đơ vết sờ là luôn. Thì phải nói với các bạn rằng là ở cái phiên bản iOS 18 này, khi mà chúng ta cập nhật lên những cái dòng máy cũ ấy, thì chắc chắn rằng cái hiệu năng của nó thì có thể có một số máy nó tụt đi hiệu năng rất là nhiều, nhưng mà cũng có một số máy khi cập nhật lên chúng ta test cái điểm hiệu năng thì nó lại cao hơn từ 100 đến 200.000 điểm cơ. Tiếp theo bạn Tuấn Anh có chia sẻ là 11 Pro Max lên iOS 18.0.1 giờ cứ sạc đến 80 là tự ngắt.
Đấy là những chia sẻ của người dùng khi mà cập nhật lên phiên bản iOS 18 cũng như là 18.0.1. Còn đâu đối với cá nhân mình khi mà cập nhật lên cái phiên bản iOS 18.0.1 trên chiếc iPhone XR của mình trong mấy ngày trải nghiệm vừa qua thì mình có một cái nỗi, nhưng mà cái nỗi này nó không phải là cái nỗi reset như các bạn chia sẻ. Cái nỗi của mình gặp phải khi mà mình sử dụng là nó bị tắt nguồn. Mình đang dùng thì nó không tắt, nhưng mà mình cứ tắt màn hình đi và để đấy, thì khi mình cầm lên thì máy không lên nguồn, bắt buộc phải bấm lên nguồn lại thì nó mới lên. Và mình đã gặp tình trạng này 3 lần rồi. Sau khi mình khởi động lên và mình có vào cái phần cài đặt và mình kiểm tra cái phần tình trạng pin này này, đấy thì các bạn có thể thấy là khi mà nó tắt nguồn gần đây nhất thì nó xóa tất cả những cái thời lượng sử dụng pin 3 ngày trước đây của mình. Nó chỉ để lại cái thời lượng sử dụng pin gần nhất mà khi các bạn khởi động lại. Và mình có sạc gần đây nhất là 1 giờ trước tới hiện lên. Còn đâu trước đây lúc khoảng độ 10 giờ là nó tắt, cho nên tất cả về sau nó không còn cái gì nữa. Và các bạn muốn kiểm tra cái tình trạng nó có reset hay không thì các bạn có thể vào phần cài đặt. Vì cũng có thể các bạn để điện thoại đấy đi đâu hoặc là đút trong quần nó khởi động lại thì các bạn không để ý. Các bạn quay lại phần cài đặt cho mình và kéo xuống cái phần quyền riêng tư và bảo mật. Đây các bạn kéo xuống tiếp cho mình. Ở đây nó có cái phần phân tích dữ liệu này, phân tích và cải tiến này, các bạn bấm vào đây. Dữ liệu phân tích, đấy, các bạn bấm vào đây và các bạn tìm cái phần public cho mình. Cái phần public đấy là cái phần thông báo những cái tình trạng reset của máy khi mà các bạn kéo xuống. Các bạn không thấy cái dòng chữ đấy thì máy của các bạn không bị reset. Và mình cũng không thấy cái dòng chữ đấy trong cái phần dữ liệu phân tích của mình. Đấy, quá trình sử dụng của mình mấy ngày qua nó chỉ có mỗi cái nỗi tắt nguồn vậy thôi. Còn đâu tất cả những cái thao tác bình thường mình sử dụng trên màn hình cũng như là sử dụng các ứng dụng, nó đều diễn ra một cách tương đối là ổn định, không có hiện tượng lag giật cũng như là không có hiện tượng thoát ứng dụng bất ngờ. Cái phần hiệu năng của máy trên chiếc máy của mình thì nó cũng tương đối là tốt. Mình thực hiện thao tác vuốt này, và kể cả những cái thao tác mình sửa ở trong cái phần tùy chỉnh, thay đổi cái phần sáng tối, ánh sáng này, khi mà mình quay lại cái phần màn hình chính ý, thì nó vẫn trơn tru, nó không bị lỗi, hoàn toàn nó không có cái hiện tượng khựng khựng xảy ra ở giống như ở cái phiên bản iOS 18 beta khi mà chúng ta mới lên. Duy có một cái khi mà mình sử dụng ý, thì có vẫn có một cái lỗi là khi mà các bạn vào cái phần trung tâm điều khiển, chúng ta bấm thêm một mục điều khiển và các bạn vuốt thì nó vẫn có hiện tượng khựng, đấy nó khựng rất là nhiều. Đấy, hoàn toàn nó không trơn tru. Các bạn vuốt ở ngoài thì nó trơn tru rất là tốt, nhưng vào phần này thì nó lại khựng lại. Quay lại cái phần điểm test hiệu năng, mình có test điểm hiệu năng trên Genback. Thì cái điểm hiệu năng mình test trên Genback này thì mình test 3 lần đều thất bại. Nó chỉ chạy được khoảng độ đến 40-50% là nó tự thoát ứng dụng đi, nó không chạy nữa. Và mình nghĩ rằng cái ứng dụng Genback trên cái phiên bản iOS 18 cũng như 18.0.1 trên chiếc máy của mình nó bị lỗi. Mình đã xóa đi và cài đặt lại nhưng mà đều không chạy được. Và mình có test trên điểm AnTuTu. Điểm AnTuTu của mình test được là 677.597 điểm. Nó còn cao hơn cái điểm test khi mà mình mới cập nhật lên phiên bản này. Để mình cho các bạn cái điểm test mình mới cập nhật, các bạn có thể thấy cái điểm test khi mà mình mới cập nhật lên nó là 470.000 ở cái phiên bản 17.7, và mình test đầu tiên là 651.858 điểm của ngày đầu tiên cập nhật, và đến ngày hôm nay thì mình test được 677.000, thì nó chênh so với cái điểm của phiên bản 17.7 là 200.000 điểm. Và cái quá trình sử dụng pin của mình, mình sẽ cho các bạn xem cái quá trình sử dụng pin. Như lúc nãy mình nói là máy của mình nó đã bị khởi động lại, cho nên khi vào phần pin ý, thì nó không hiện lên cái phần pin trước đấy khi mà mình sử dụng. Hoàn toàn nó bị biến mất, nó chỉ để lại những phần pin mới nhất đây và thôi. Còn một cái nữa muốn chia sẻ cho các bạn là ở cái phiên bản iOS 18.1 beta 4, khi mà mình cập nhật trên chiếc máy này của mình thì mình vào cái phần tình trạng pin và sạc thì mình check được cái dung lượng tối đa, mặc dù cái pin của mình là pin nô, nó vẫn hiện lên dung lượng tối đa, nhưng mà quay trở lại cái phiên bản iOS 18.0.1 cũng như phiên bản iOS 18 ấy, thì mình không thể check được cái dung lượng pin tối đa này nữa. Và đây là cái quá trình sạc pin từ 1% đến 50% pin của mình. Đây là cái quá trình sạc pin của mình. Chiếc máy bây giờ đang còn 1% pin, và trước khi sạc mình sẽ kiểm tra nhiệt độ xem là máy bao nhiêu độ C. Các bạn nhìn thấy là điểm cao nhất của nó là 35-36 độ. Rồi, 36 độ. 36 độ C, và mình sẽ tiến hành sạc bằng củ sạc Soli.
Ở đây củ sạc Soli và có công suất sạc của nó là 18W. Mình sẽ tiến hành sạc từ 1% lên đến 50%. Xem thời gian sạc bao nhiêu và cái máy nó nóng lên bao nhiêu độ C nhé. Là chúng ta cùng bắt đầu. Rồi, thời gian là 17 giờ 48 phút. Rồi, sau khoảng độ hơn 30 phút một chút thì chúng ta đã sạc được lên đến 50%. Và sau đây mình sẽ rút sạc ra. Các bạn có thể thấy là dung lượng pin 50 và mình kiểm tra lại nhiệt độ. 38, 41, mình sẽ đo hết chỗ nào cao nhất nào. 39, rồi lúc đấy là 41 độ. Sạc từ 1% đến 50% trong vòng khoảng độ hơn 30 phút một chút. Và cái nhiệt độ chênh lên là 36 độ lên đến 41 độ, chênh nhau 5 độ C. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến cái quá trình sử dụng. Mình có sử dụng pin ngày thứ 6. Ở đây mình sử dụng pin ngày thứ 6 này. Vào lúc 20 giờ 07 phút thì mình sạc đầy 100% và mình để đến tận 6 giờ 46 phút ngày hôm sau thì cái dung lượng pin của mình nó giảm đi còn 87%, nó mất 13% pin. Và tiếp tục ở cái sử dụng pin ngày hôm thứ 6 thì mình có test điểm AnTuTu, và khi test xong cái điểm AnTuTu nó còn 73% và mình không sử dụng gì. Mình để đến tận 22 giờ 22 phút của ngày thứ 6 thì pin còn lại 61%. Và bắt đầu từ 22 giờ 23 phút mình bắt đầu xem YouTube và mình xem YouTube 1 tiếng đồng hồ. Cái thời lượng pin là 60% này. Quay sang đây thì khi mà xem đến 23 giờ 27 phút khoảng độ 1 tiếng đồng hồ thì mình tụt còn 49%. Có nghĩa là mình đã mất 11% pin trong 1 tiếng xem YouTube trên nền Wi-Fi. Mức độ sáng màn hình mình để 50% và âm lượng mình cũng để 50% với nhiệt độ phòng. Tiếp theo là mình có chơi game Liên Quân. Khi mà mình chơi trận game Liên Quân này, cái pin của mình còn 46%. Và kết thúc cái trận game Liên Quân này thì pin của mình còn 35%, nó mất 9%. Và cái thời lượng cái trận chơi game này của mình nó kéo dài vào được 22 phút 13 giây. Mình cũng chơi trên nền Wi-Fi. Khi mà bắt đầu mình sử dụng sang đến ngày thứ 7 thì mình có cắm sạc 100% lúc khoảng độ 12 giờ đêm khi mà mình chơi xong trận Liên Quân ý, nó là 23 giờ 50 mấy phút rồi. Đây 23 giờ 57 phút thì mình cắm sạc và đến sáng hôm sau mình bị mất 4% pin đến tận sáng. Và buổi sáng ngày hôm đấy, ngày hôm qua là hôm Chủ nhật ý, mình có lướt Facebook khoảng độ 45 phút thì mình mất khoảng độ 11% pin. Và tiếp tục mình lướt Shopee 1 tiếng đồng hồ, từ 8 giờ 27 phút mình có 89% pin. Và sang đến 9 giờ 26 phút mà mình còn 70% pin, nghĩa là mình mất khoảng độ 20% pin trong 1 tiếng lướt Shopee trên nền Wi-Fi. Sau đây thì mình sẽ test cái tựa game Liên Quân Mobile đặt ở chế độ max setting và chơi ở cái nhiệt độ phòng và chơi trên Wi-Fi. Và mình có để độ sáng là max, âm lượng là 50%. Mình sẽ vào game cho các bạn này. Chế độ game mode thì đã được bật rồi. Mình sẽ vào phần cài đặt. Trong phần cài đặt này các bạn có thể thấy này, tất cả mình bật max này, độ sáng mình đề cử để 3 thôi vì máy nó cũng đã quá là cũ rồi. Mức thiết lập đồ họa cao mình đã bật lên, có nghĩa là 60 FPS nó sẽ duy trì luôn ở mức đấy. Mình sẽ chọn một trận đấu thường. Trước khi chơi thì mình sẽ test cái nhiệt độ trước đã nào. 34 này. Các bạn có thể thấy điểm cao nhất là 35 độ. Rồi, cái dung lượng pin của mình. Dung lượng pin là 26% và mình chơi trên Wi-Fi nhé. Tiếp tục sẵn sàng. FPS đang ở mức 60, ping thì ở 42. Mình có phát wifi từ chiếc iPhone bên cạnh sang để mình chơi.
khi mà các bạn chơi ở những cái môi trường nó nóng hơn một chút ý, thì trên chiếc máy của mình ý, nó sẽ có hiện tượng là bị giảm độ sáng, chứ FPS thì phải chơi nó thật nóng lên thì nó mới giảm FPS cơ. Còn đâu ở cái thời tiết đang giao mùa mát mẻ như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể chơi một cách thoải mái ở cái môi trường bên ngoài. Đối với một số dòng máy mà hiệu năng thấp ý, khi mà cái lượng pin nó sụt giảm còn khoảng độ 10-15% ý, thì chắc chắn rằng là cái hiệu năng của máy nó cũng sẽ giảm đi. Và trên cái con game này khi mình chơi trên chiếc máy của mình thì khi mà pin nó giảm xuống thì máy cũng sẽ thông báo rằng là cái hiệu năng của nó cũng sẽ bị giảm kèm theo cái dung lượng pin. Cho nên là khi mà các bạn chơi game mà các bạn để cái dung lượng pin nó cao hơn, nó khoảng độ tầm 30-40% trở lên thì các bạn hoàn toàn có thể chơi tốt hết được cái hiệu năng của nó. Còn đâu cái hiệu pin mà các bạn để thấp quá thì cái hiệu năng của nó cũng sẽ giảm đi. Đã bị tụt ánh sáng rồi. Sau 13 phút thì độ sáng màn hình đã bị giảm đi một chút. Thank you.
Trận đấu đã kết thúc sau hơn 20 phút thi đấu thì bên mình đã bị thua. Đây, các bạn có thể thấy là mình sẽ test luôn cái nhiệt độ 43 độ C, điểm cao nhất mình vừa lúc nãy quay được là 43, 45 độ. Rồi 45 độ C và cái thời lượng pin còn lại của mình là còn ở đây mình xem nào, kéo xuống nào. Để nhìn cho rõ đi. Ở đây đèn trắng không nhìn được. Còn lại 10% pin các bạn, còn 10% pin. Máy thì nóng lên đến 45 độ C. Trong cái trận game vừa rồi thì cái mức FPS luôn được duy trì ở mức 60 và vào cái phút thứ 12, 13 của trận đấu thì cái độ sáng màn hình bị giảm đi. Nó chỉ giảm đi một lần thôi và nó vẫn duy trì được cái hiệu năng khi mà chúng ta chơi hết một trận game hơn 20 mấy phút. Và cái nhiệt độ như lúc đấy mình test thì nó chỉ tăng lên khoảng độ 35 đến 45, 10 độ C. Thời lượng pin thì chúng ta mất 16%. Các bạn thấy sao về phiên bản iOS 18.0.1 này? Bạn nào đã cập nhật lên rồi thì sau vài ngày trải nghiệm hãy cho cảm nhận của mình dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.